Vũ Hồng xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở địa chỉ là 588-27-41, đường tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có hẻm trước nhà là 4,5 m, nhà có kích thước ngang là 2,5 m và chiều dài là 9,5 m ha. Nhà một trệt một lầu, chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên. Nhà mình có hướng chính là hướng Bắc nha. Chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 1,860 tỷ. Chủ nhà tặng cho mình tivi, tủ lạnh, rồi máy giặt, máy nước nóng lạnh, đồng hồ. Ở nhà thì vô ở ngay, không cần phải sửa chữa gì ha, đầy đủ tiện nghi hết rồi. Thì mời cô chú anh chị và bạn xem Vũ Hồng review cái căn nhà này ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành review bất động sản thì cô chú anh chị bạn hãy đăng ký kênh ha, để xem nhiều bất động sản của Vũ Hồng hơn. Còn nếu mà cô chú anh chị bạn đã nhiều lần xem kênh Nhà Đất Sài Thành thì review thì hãy xem mình đã bật chuông chưa nha. Chưa bật chuông thì hãy bật chuông để theo dõi nhiều bất động sản của Vũ Hồng quay sớm nhất. Nếu mà có nhu cầu tìm hiểu căn nhà này thì liên lạc Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979 ha. Nhà mình là hẻm 588 đường tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, nằm gần ngã tư Gây A Xà, dầm dần đường số 6 vào khu dân cư Tinh Lửa ha. Thì đây là cái hướng nhà mình nè, cái hướng này đi ra ngoài ha, này là hẻm đi vô thông vô trong luôn nha. Nhà mình thì hẻm trước nhà là hẻm 4,5 m nha, hẻm 4,5 m ha. Đây cô chú anh chị bạn nhìn ha, địa chỉ nhà mình là 588-27-41, đường tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, ở đây khu phố 16 nha cô chú anh chị bạn. Hẻm trước nhà mình hẻm cũng khá rộng ha. Hẻm thông tứ phía nha. Nhà nè, nhà thu dân cư hiện hữu mua bán ký công chứng sang tên ha. Nhà chủ quyền Hồng nha. Cô chú anh chị bạn nhìn nè. Ở đây là mặt tiền ở phía trước nhà mình đây ha. Đây bên trong hẻm bên trong nè. 4,5 m nha. Đây nhà này thì cao hơn mặt đường hẻm là khoảng 4 lớp nha. Nhà mình có bộ cửa cuốn nha. Ở ngoài thì ốp giả gỗ giống như là biệt thự nha. Thì đèn led, cửa nhôm sinh pha ở trên, đồng hồ chính, điện chính, nước chính. Nhà mình có cửa cuốn luôn nha, cửa cuốn luôn ha. Bấm cửa cuốn xuống rồi chủ nhà. Bấm cửa cuốn xuống khúc rồi. Và có bình tích điện luôn nha. Có cái UPS tích điện luôn ha. Rồi được rồi. Nhà mình là có cửa cuốn luôn nha, có bình tích luôn nha. Thôi được rồi, stop HC đo ha. 588-27-41 đường tỉnh Lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, khu phố 16 nha. Ngang là 2,5 m và chiều sâu vô là 9,5 m. Một trệt một lầu, nhà có chủ quyền Hồng luôn ha. Nhà mình được dán nhựa PVC cao lên ở dưới lên trần luôn ha. Ở đây thì có điểm vài cái mảng nhựa giả gỗ để cho nó đẹp ha. Viền thì chủ nhà viền vàng rồi nha. Cô chú anh chị bạn nhìn ha. Thì nhà mình thì còn mới toanh luôn, vô ở ngay không cần sửa chữa gì hết. Đó, đây là cửa cuốn nè. Ở trên là trần này, giờ là chủ chơi kiểu mới luôn. Trần là trần nhựa giả gỗ luôn nha cô chú anh chị bạn. Trần nhựa giả gỗ luôn ha. Còn đây là nhớp nhựa PVC. Nè cái này thì mình không cần bấm máy đâu. Mình không cần xài gì mới đâu, bấm này xuống nè. Đó, bấm lên bấm xuống nè ha. Là bô tưa ngoài nha, bô tưa ngoài cho nó dễ sửa chữa ha. Là có bình tích luôn, mình không sợ bị mất điện nha, tích được là 48 tiếng luôn ha. Gọi là UPS. Đó, tích điện 48 tiếng nha. Đó, mình không có sợ bị cúp điện gì hết. Nhà mình chủ trang bị cho mình đồ dắt lên nè ha. Rồi giá võng luôn ha. Rồi đây là bàn thờ của ông địa luôn nha. Cầu thang thì ở giữa. Là mấy cái mảng này tinh tế ha. Bức tranh này chủ tặng cho mình luôn nha. Đây một bức tranh đẹp và bên đây một bức tranh đẹp nữa, đèn led âm trần loại lớn ha, quạt đồ đầy đủ hết nha. Cầu thang thì làm bằng tay vịn bằng sắt, mặt đi bằng đá hoa cương ha. Có cái đồng hồ xịn sò chủ tặng cho mình luôn nè. Đó, cái đồng hồ đẹp không? Đó, đẹp ha. Tivi này tặng luôn nha. Cáp vô sẵn 6 tháng cho cô chú anh chị về xài luôn nha. Không cần phải đóng thẳng sao, dặn sẵn 6 tháng cho cô chú anh chị về xài luôn ha. Rồi tặng 2 tháng nữa là được 8 tháng. Như vậy là mới vô sáng nay thì về xài 8 tháng khỏi lo tới internet nha. Ở trong đây thì dán đá cao lên nè.
Còn đây thì chủ trang bị cho mình móc treo khăn, treo khăn 304 luôn ha. Rồi đây là tủ bếp trên, tủ bếp dưới đầy đủ hết. Có bàn thờ ông Táo, bàn thờ ông Địa rồi đầy đủ hết rồi nha. Tặng cho mình một cái tủ lạnh sáp mới, mới toanh luôn ha. Rồi một cái máy giặt lồng ngang 8kg Aqua và một máy nước nóng nước lạnh luôn. Một máy nước nóng nước lạnh nữa ha. Vũ Hồng xin nhắc lại là ngang là 2,5m và chiều dài là 9,5m nha cô chú anh chị bạn. Nhà chủ Quyền Hồng mua bán ký công chứng nhân tên, hẻm trước nhà là 4,5m và hướng nhà là hướng Bắc. Hẻm ô tô vô tới nhà luôn nhưng mà phải dọn xe mới vô được nha. Ở trên đây chủ làm cái kho để chứa đồ luôn ha, giấu vàng giấu đồ trên đây. Và xung quanh tường này là chủ dán lên đá lên cao sạch sẽ. Ở đây thì làm bằng mặt đá hoa cương rồi nè, có khoét sẵn lỗ để cái bếp. Đó giờ kêu về kêu à, nếu cô nếu tặng cái này cô chú anh chị bạn chưa thấy đủ thì kêu chủ nhà tặng thêm cái bếp ga nữa. Nồi gì đó cô chú anh chị thích cái gì thì cứ nói chủ nhà tặng cho cái đó. Đây có mấy ông thần thờ ông Táo rồi nè. Và đây là cái nhà vệ sinh của mình nè. Cái nhà vệ sinh này khá rộng luôn á, là dán tường cao đến đến trần luôn nha. Ở đây chắc chủ già lắm, chủ tặng cho mình luôn cái móc inox 304 ở ngoài trong luôn ha, là loại inox 304 xịn nha, chứ không phải đồ điểu nha. Rồi máy nước nóng nước lạnh luôn cô chú chị bạn ơi, máy nước nóng để tắm cho nó ấm ha, trong những mùa lạnh nha. Tường thì dán cao ráo sạch sẽ. Ở đây có gắn đồ chỗ để bằng chải rồi xà bông đồ khiến đồ đầy đủ hết rồi nha. Cây lau nhà ha, trong đây đèn led. Ở trên này là đặc biệt là chủ giờ là chủ làm theo kiểu mới là nhựa giả gỗ ha. Rồi à, có cái chỗ để này là mình để đồ nhiều lắm này cô chú anh chị bạn, để đó cho nó gọn ha. Đèn là sử dụng đèn led lớn nha. Đây là xung quanh dán nhựa PVC cao lên hết rồi. Như vậy Vũ Hồng xin nhắc lại các sản phẩm mà chủ tặng cho mình gồm có tủ lạnh, máy giặt lồng ngang, máy nước nóng để uống, máy là máy nước nóng, máy lọc nước nóng và máy nước nóng để tắm luôn ha. Rồi chậu nói chung là không có thiếu gì nữa đó. Ở trên có máy lạnh luôn, tủ bếp trên tủ bếp dưới gì đầy đủ hết luôn ha. Chỗ thờ ông Táo, chỗ thờ ông Địa gì cũng có đầy đủ hết rồi nha. Ở đây chắc chủ thích vàng lắm nên co bo mấy cái này bằng vàng hết luôn nè. Cái này không biết vàng hay gì, vàng khè nữa. Rồi cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến căn nhà này thì liên lạc với mình qua số điện thoại 0933797979. Nếu là lần đầu tiên xem kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành thì hãy đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi nhiều bất động sản của dòng quay hơn á. Còn nếu như mà cô chú anh chị bạn mà nhiều lần xem rồi coi mình có đăng ký bật chuông cho nha, để xem nhiều bất động sản của Vũ Hồng hơn. À Vũ Hồng xin nhắc thêm hồi nãy vô trong thì quên, ở ngoài này là có cửa cuốn rồi ha. Có bình tích điện nè, cô tưa rồi đầy đủ hết rồi nha. Rồi đây là cái đồng hồ xịn sò lắm cô chú anh chị bạn ơi, cái đồng hồ bằng vàng nè. Đó đây là có rất là nhiều vàng luôn ha. Rồi bây giờ cái tivi này Samsung này chủ tặng cho mình luôn nha. Rồi mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu ha, lên trên lầu với Vũ Hồng nha. À trước khi lên lầu thì mình ngắm lại không gian của gian bếp của nhà mình với nhà vệ sinh nè. Như vậy là chủ tặng cho mình là một máy giặt lồng ngang, một tủ lạnh, một máy nước nóng nước lạnh và một máy tắm nước nóng bên bên trong, một tủ lạnh, rồi một cái máy lạnh, hai cái mát khăn này và một cái tivi, một cái giá võng, một cái đầu dắt lên, một cái đồng hồ, một hồ hai mặt luôn nha, đẹp lắm nè, hai mặt nè. Đó, nhớ kỹ lên đây có đâu nha cô chú anh chị, để mai mốt chủ nhà gỡ đem về nha. Tặng luôn nha chứ không có gỡ đem về nha. Hai bức tranh nha. Đó, những cái gì trên đây có là chủ tặng hết. À, hẻm trước nhà là 4,5m nha cô chú anh chị bạn. Đèn đèn led coi cái nào đứt thì kêu chủ thay lại ha. Rồi bên đây cái điểm này tặng luôn á. Rồi mấy cái quạt này là tặng hết đó cô chú anh chị bạn. Cô chú anh chị bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà, địa chỉ là 588-27-41 đường khu phố 16, đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở đây thì ở phía sau có tốp hậu chút, còn có khoảng chừng 1m8-2m gì thôi. Còn ở bên đây thì chủ nhà có làm sẵn cho mình để lắp máy lạnh nè. Đó, dây chờ lắp máy lạnh sẵn nè. Còn ở đây là có cửa sổ lấy gió từ không khí bên ngoài. À, nhà mình có hai phòng ngủ ha. Ở phía trước một phòng ngủ và phía sau một phòng ngủ ha. Ở trên đây cũng có đồng hồ tặng, đèn ngủ này đầy đủ hết rồi nha.
À, niệm phía trước, niệm phía sau là chủ tặng hết á. Đây, phía niệm phía sau. Và đây là niệm phía trước. Đó, đây là toàn bộ là đồ mới đó nha. Ở trên đây thì có thêm cái tủ quần áo tặng luôn. Máy lạnh cũng tặng luôn ha. Rồi. Ở phía trước là 2m6 à. Có một cửa sổ và một cái ban công đi ra ngoài. À, cái đồng hồ này nó chạy thấy cũng làm việc siêng năng ha, cũng đẹp nha. À, cô chú anh chị bạn xem đồng hồ chạy nè. Rồi à, cô chú anh chị bạn đang xem Vũ Hồng review căn nhà, địa chỉ là 588/27/41, đường tỉnh lộ 10, khu phố 16, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là 2m5 và chiều sâu là 9m5, một trệt một lầu, chủ quyền Hồng. Hướng Bắc mua bán ký công chứng chân tên, hẻm trước nhà là 4m5 ha. Như vậy là thống kê lại những vật dụng mà chủ nhà tặng cho mình thì gồm có một tủ lạnh, một máy giặt. Một tủ lạnh, một máy giặt, một máy nước nóng, nước lạnh, một cái máy nước nóng để tắm và một đồng hồ, một tivi. Bình tích cửa cuốn, máy lạnh, cái đồng hồ xịn, hai cái đồng hồ. Và cái máy lạnh trên lầu luôn nha, giường, không có giường, hai cái niệm với bộ cái tủ quần áo. Rồi, cửa thì xài cửa nhôm chinh pha ha, có cửa sổ với cửa đi ra ngoài ban công để phơi đồ nè. Đó, đây thì làm sẵn cho bàn thờ bằng thiên luôn ha, làm bằng thiên sẵn luôn nè, bằng thiên inox luôn nè. Và hẻm trước nhà đây cô chú anh chị bạn ơi, hẻm trước nhà của mình là hẻm 4m5 ha. Nhà mình có hướng chính là hướng Bắc nha. À, cuối clip á, Vũ Hồng có quay cái đường đi từ ở ngoài đầu đường tỉnh lộ 10 ngay chỗ ngân hàng Techcombank với cửa hàng thời trang Blue Exchange quay vào đây để cô chú anh chị bạn hình dung cái đường đi ha. Là đường đi thẳng đi ngang qua chiến lược xong mình rẽ trái tới ngay chỗ cái gì salon Dũng hay Tốc Dũng á, thì mình rẽ bên trái vào. Vào thì gặp nhà mình ha. Nhà mình quẹo một sẹt là tới nha. Rồi bây giờ Vũ Hồng nói lại thông tin của căn nhà này, vừa nói vừa đi xuống luôn cô chú anh chị bạn ha. Thì căn nhà mình địa chỉ là 588/27/41, đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, khu phố 16, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình có kích thước ngang là 2m5 và dài là 9m5, có tấm hậu một chút ha. Nhà mình có hai phòng ngủ, nhà một nhà vệ sinh, ta có tủ bếp, tủ quần áo đồ đầy đủ hết rồi ha. Nè đây là phía sau tủ quần áo, tủ bếp ở dưới. À, đây tủ quần áo nè, chủ tặng cho mình luôn ha. Rồi thêm cái máy lạnh nè, chủ tặng cho mình luôn. Cái điện phía sau này chủ cũng tặng luôn. Mền gói gì tặng hết. Đây, đồ mới 100% nha cô chú anh chị bạn. Đồ mới chủ tặng cho mình chứ không phải là đồ cũ đem về ha. Đồ mới mua ở cửa hàng luôn, còn bảo hành luôn nha. Thì sàn nhà thì lót gạch men. Còn trần nhà thì ốp nhựa giả gỗ nha. Thì chủ tặng cho mình thêm hai bức tranh, một cái đồng hồ, một tivi, một cái tủ lạnh, một cái máy giặt lồng ngang, một cái máy nước nóng lạnh, một cái máy nước nóng tắm trong nhà tắm. Và đây là móc inox 304, chủ tặng cho mình hai cái luôn ha. Chỗ có chỗ thờ ông Táo, bếp, tủ bếp trên, tủ bếp dưới và mặt bếp bằng đá hoa cương ha. Bên trong thì nhà vệ sinh sạch sẽ thoáng mát. Đó, rất rộng luôn ha. Chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng trang tên, hẻm 4m5. Đó, hẻm 4m5. Nhà mình thì mua bán là ký công chứng trang tên á. Như vậy là Vũ Hồng đã liệt kê những cái vật dụng mà chủ nhà tặng cho mình ha. Mình nhớ kỹ là những cái này là chủ tặng hết nha. Có luôn cái điện đồng hồ này luôn ha, đồng hồ vàng luôn nha. Tivi, hai bức tranh. Rồi anh chị và các bạn quan tâm á thì hãy gọi cho Vũ Hồng nha. À, ở dưới này nè, chủ không quên làm cho mình thêm một cái mua thêm cho mình một trang bị thêm cho mình một cái bàn thờ của ông thần tài thổ địa luôn. Đó, nhìn xịn sò chưa. Như vậy là chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 1.860.000.000 ha. Hẻm trước nhà là 4m5, hẻm thông nha, hướng Bắc. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì liên lạc với mình qua số điện thoại 0933 797979. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú anh chị bạn xem và gặp trực tiếp chủ để làm việc ha. Nếu đây là lần đầu tiên cô chú anh chị và các bạn xem kênh Nhà Đất Xà Thành review bất động sản thì cô chú anh chị bạn hãy vui lòng bật chuông và đăng ký kênh để theo dõi những bất động sản của Vũ Hồng quay sớm nhất. Và nếu mà cô chú anh chị bạn đã nhiều lần xem kênh thì cô chú anh chị bạn hãy bật chuông, nếu chưa bật chuông thì bật chuông nha. Còn nếu chưa đăng ký thì đăng ký. Có nhu cầu xem nhà thì liên lạc qua số điện thoại 0933 797979. Còn nếu như mà mình không có nhu cầu mà bạn bè người thân của mình có nhu cầu
mua một căn nhà hẻm lớn, nhà sổ hồng, đầy đủ nội thất, thì cô chú anh chị bạn hãy chia sẻ cái video clip này cho bạn bè người thân của mình để họ tìm hiểu và họ mua được căn nhà, giúp chủ nhà bán được nhà và giúp người thân mình mua được nhà ha. Rồi xem xong hết clip này nhớ cho Vũ Hồng một like để ủng hộ tinh thần ha. Cuối cái clip Vũ Hồng có review từ cái đường đi từ ở phía ngoài đường tỉnh lộ 10, ngay chỗ hẻm 588, ngay chỗ cửa, ngay chỗ ngân hàng Kỷ Thương Techcombank đi vào đây, ngay chỗ đầu, ngay chỗ ngoài kia là ngay chỗ Blue Exchange á, chạy vào đây. Cô chú anh chị các bạn nhớ xem hết video clip ha, xem cái đường đi luôn nha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video bên nhà lần sau. Xin chào.